Dạ Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì à, hôm nay ở à, clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình. À, một số cái mặt hoa Dendrobium. chớp à, có cây nhỏ, có cây lớn để các cô chú anh chị mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. À, số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908846804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Thì cũng thông báo đến các cô chú anh chị mình là chắc em tranh thủ đóng hàng online khoảng tầm thứ hai hoặc là thứ ba là em sẽ nói chung tạm ngưng tạm ngưng đóng hàng online rồi nặng em tập trung vô em em cấm hoa hồ điệp Tết nha các cô chú anh chị rồi qua Tết các cô chú anh chị mình sẽ được gặp nhau nhờ người nó cũng ít nên là một mình không thể nào mà làm hai ba việc được các cô chú anh chị nên cô chú anh chị nào à, mình uh, sưu tâm thì mình cũng uh, tranh thủ uh, chốt để em uh, em cũng tranh thủ em gửi hàng đến các cô chú anh chị mình luôn thì đầu tiên đây là cái mặt hoa uh, chớp chuồng các cô chú anh chị đây là cây chuồng thuận đây là cây chuồng thuận nha các cô chú anh chị. đây là cái mặt hoa bông hoa mẹ, à, bông mẹ của những cái cây mà em sẽ giới thiệu đến các cô chú anh chị mình à, ngay sau đây. rồi bây giờ mời các cô chú anh chị mình xem hình cây thực tế nha các cô chú anh chị. đây các cô chú anh chị à, ở clip này em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là ba cái hình cây, ba à, cái hình cây của chấp chuồng à, chuồng thuận nha, ba cái hình cây thôi à, ba hình cây thì à, nó gần như là nó, nó nó giống nhau các cô chú anh chị à, một mẹ một con một mẹ một con nó như vậy hết đó. ba đứa là giống nhau hết à, con cái đứa này nó lùng hơn cây con nó lùng hơn chút xíu à, lưu ý các cô chú anh chị mình đây là những cái cây em mới trồng khoảng tầm 4 ngày nha à, nói chung cây thì à, tạm, ổn. À, tạm ổn tạm ổn tạm à, ổn cây này nó là, là mới trồng khoảng 4 ngày gì đó 4 ngày 5 ngày thôi không 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 lâu à, này mới trồng hàng mới trồng à, cũng thông báo để các cô chú anh chị mình nắm đây nè đây nè cô chú anh chị muốn test hoa lại thì vẫn có hoa để các cô chú anh chị mình test à, cái giò này thì không biết là nó nở đạt hay không thôi chứ còn nở thì ngay tết thì là nó phải ngay rồi đó đó cái này là dư tết luôn rồi mười mấy ngày nữa vô tư không có gì cả Nó chung nó nở tầm lối 28 là nó có nở rồi à. chuồng thuận nha các cô chú anh chị thì à, uh, mã số 1 mã số 1 là 2.000k các cô chú anh chị 2.000k thì đây thì hai cộng hai uh, cộng này một mẹ một con thì uh, nguyên zin mầm gốc thì uh, cũng nguyên zin hết Đó, chưa lên sau cái đợt hoa này nó ra rễ rồi nó sẽ lên các cô chú anh chị bên đây là một còn một mắt nha bên đây còn một mắt bên đây còn một mắt bình thường nói chung cây là nguyên zin còn cô chú anh chị nào mà không tết hoa thì mình có quyền bẻ bỏ Đó, để cho cây nó, nó nó nó, mau ra rễ rồi em đo cái cái cái, cái 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 cái, chiều dài nha cái chiều cao cái chiều cao của cái cọng mẹ này là 24 mươi bốn xăng nè các cô chú anh chị 24 mươi bốn cho cái cọng mẹ và cái cọng con cái cọng con cái mầm mầm tơ cái mầm tơ là ba mươi ba xăng các cô chú anh chị cái mầm tơ là ba mươi ba xăng ở chỗ này là có giá 2.000k dùng cây đang ổn định à, rễ thì chưa có à, chắc có một vài rễ non thôi à, thầy cây này mới trồng, <laughs> Cây thì bảo phê các cô chú anh chị đẹp bao phê bao đẹp luôn rồi tiếp theo đây là mã số 2 mã số 2 này cũng 2 k thì cũng giống như dò số 1 đây là hai cộng một mẹ một con nguyên zin nè bông gốc lên nè đây lên nè bên đây là nó mới sáng thôi Đó. em đang giữ ẩm rất tốt à, rất nhiều để cây okay, nó, nó nó đỡ mất sức ừ. Đây, đang nhú giò hoa nè. Thân lá là ok hết như các cô chú anh chị. Đó, như cái cọng mẹ là 26 xăng nè. Cọng mẹ 26 xăng còn cọng con là 33 cm. Cọng con 33 xăng cọng mẹ 26 cm. Đó. Cây okay, rất là ổn định nha các cô chú anh chị, rất khỏe, cây okay, rất khỏe. Rồi, tiếp theo đây là chậu số 3. 1900k À, đây đồng đó. À, đang lên mầm gốc luôn nè mầm gốc này là lên luôn à, bên đây còn nguyên à, bên đây vẫn còn một mầm gốc nữa à. em cố gắng là, là tạo độ ẩm cho nó cao để càng đỡ mất sức ha rồi cái chiều cao của nó thì cái cái mầm tơ nè 21 xăng nè còn cái thân mẹ cái thân mẹ là 20 28 xăng thân mẹ 28 xăng còn cái thân tơ là 21 xăng còn đang đi ngọn luôn các cô chú anh chị 1900k nha các cô chú anh chị ba cây chuồng này thì mới trồng à, mới trồng 4-5 ngày Đó là nó chưa có ấm chậu nha các cô chú anh chị À, tiếp theo đây là một cái mặt hoa đây là chấp chuồng 42 các cô chú anh chị đây cũng là dòng chuồng luôn à, anh em chú bác với cái dòng chuồng thuận luôn à, đây là chuồng 42 nha các cô chú anh chị mặt hoa cực kỳ xuất sắc ở cái chuồng 42 này thì à, hiện tại bây giờ em chỉ còn có một giò thôi một giò thôi các cô chú anh chị mà số 4 1.000k một mầm tơ một mẹ đó. đây các cô chú anh chị mình nhìn nè ở đây cái mầm gốc nó đang lên cái mầm gốc đang lên còn đây là cái mắt gối à, đã được khai thác ở dưới là cái mầm gốc khai thác cái mắt gối để cho cái mầm gốc ở dưới nó lên đó. mầm con mình đang phát triển rất là êm à. Đây. À cái cái, cái mầm tơ là 7 cm các cô chú anh chị. Cái mầm tơ là 7 cm ha. Cái mầm tơ 7 cm còn cái thân mẹ là 11 cm. À đang lên thêm cái mầm, một cái mầm gốc nữa. Đó. Thân gà rất ok ha. Giờ dạ, tiếp theo à đây là một cái mặt hoa À, cũng cực kỳ đẹp các cô chú anh chị. đây là cái mặt hoa à, chớp đỏ tím nha. đây là mặt hoa chớp đỏ tím à, cực kỳ đẹp. À, em quay chậm để các cô chú anh chị mình à, ngắm cái hoa à, cho nó kỹ ha, cho nó rõ. chớp đỏ tím thì đây là mã số 5 các cô chú anh chị. 1.200k 200k Thì cái cọng này hiện tại bây giờ Nó đang được là 14 xăng Các cô chú anh chị Đó. Nó đang được là 14 xăng nha Cái cây này thì rễ chưa gọi là ấm chậu Nhưng mà rễ đang xuống rất là đẹp Rất là ngon Chị gọi ấm chậu thì Chưa Chưa Đó. Quá phê Đẹp tuyệt vời, đẹp lung linh Đó cây là coi như là nó đã chịu rồi đó. Ừ. đó Nó gọi là mà ổn định các cô chú anh chị ổn định rồi tiếp theo đây là mã số 6 1.200k mã số 6 1.200k à, thì đây đây rễ đây cũng đang xuống rất là ngon à, rễ cũng đang xuống rất là ngon lành cành đào nha các cô chú anh chị nhưng mà cũng chưa gọi là dạng ấm chậu à, những cái chậu ấm chậu là em đã bán đi hết rồi đây là những cái chậu là để nó nó, nó ra sao à, ra sao cái cộng này thì được uh, là 11 xăng các cô chú anh chị cái chậu này là 11 xăng à, 11 xăng em đo làm leo ngay cái cổ lá nè em tính ngay cái cổ lá thôi à, chứ không có đo đầu tới trên đây đâu à, ngay cái cổ lá cái ngắn lá cuối như đây nè rồi đẹp à, thân lá là khổ có chê vào đâu được nha các cô chú anh chị dạ yeah, đây tiếp tục là một cái mặt hoa cũng cực kỳ đẹp nữa à, vừa rồi là nãy là em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là đỏ tím này ha bây giờ đây là cái cây hồng sắc pháo nè à, hồng sắc pháo và đỏ tím á, thì nó không giống nhau luôn nha các cô chú anh chị à, cái kia nó tím đậm hơn còn cái này à, cái này nó cái nền nó hồng hồng à, chớp thì nó chớp rìa rìa cây rất đẹp à, hoa thì à, cây cái loại dòng này á, là cây đẹp cây khỏe lắm nha các cô chú anh chị Cây khỏe cây lực hồng sắc pháo ở à đây các cô chú anh chị nãy uh, kè, soạn hàng mà sót em này giờ mới bổ sung vô cho nó là mã số 0 mã số 0 1.500k cây hồng sắc pháo Là chơi độc lạ luôn cây này nói chung cũng chưa gọi là ấm chậu đây là cái cây em cũng mới trồng khoảng là một tuần rễ đang ra nói chung là rễ đang ra rất là là ok à, rẽ ra rất là ok à, nhưng chưa có gọi là ấm chậu nha à, mắt mũi nè đây các cô chú anh chị mình nhận mầm gốc nè à, mầm gốc nó đã nứt rồi nó chuẩn bị lên à, bên đây cũng vậy mắt gói cũng chuẩn bị lên luôn à, cây nè à, cây khỏe nha các cô chú anh chị cây khỏe lực cây khỏe lực luôn 27 mươi cm cho em chiều cao của em là 27 mươi bảy à, 27 xăng thì cái này có giá là 1.500k nha các cô chú anh chị 1.500k à. đỏ tím hồng sọc pháo đây cái thân đỏ tím nè các cô chú anh chị mình theo cái thân nó tím 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 à, nhưng mà cái cây hồng sọc pháo á đây cái viền của nó là nó có cái viền cái viền nó tím tím à, diện tím, nhưng mà cái bản lá của nó thì to to mà cái thân thì thân xanh à, cái hồng sọc pháo thì nó là vậy và đây Tiếp theo là một cái mặt hoa Của dòng pin các cô chú anh chị Đây là mặt hoa pin cánh bầu các cô chú anh chị Mặt hoa pin cánh bầu à, Mặt hoa cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị Và cái hoa này nó là rất to À rất to à, Rất to luôn Pin cánh bầu Quá đẹp Thì ở clip này Em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là ba cái hình cây ba cái hình cây của pin cánh bầu Và à, những em này là đồng giá hết là nó là 1.000k cho một uh, một em à, 1.000k cho một em nha các cô chú anh chị Những cây này là những cây thuần chậu, ấm chậu Rể à, ra rất nhiều rồi à, Mã số 7, 1.000k 1.000k à, Một mẹ một con à, Một cái mắt còn lại thì chưa lên Rồi đó nha À, cái này là 10 xăng nè cái thân mẹ nè cái thân mẹ là 10 xăng còn cái thân uh, thân con cái thân con là được 8 xăng rồi à, cái thân con là 8 xăng cái thân con rất là là khỏe nha cái thân con khỏe đang đi ngọn phà phà luôn đó đó quá đẹp nha các cô chú anh chị à, đây mà số rồi cái cây đó thân mẹ hơi lùng so với thân cây này cái cây này thì cái mầm con đẹp tuyệt vời không như thân mẹ cao hơn cái mầm kia chút xíu nói chung à, nên, gọi là mình dùng cái từ là 90 ha đây cái cây này thì cũng 10 xăng hơn 10 xăng chút xíu hơn 10 xăng chút xíu nha nhưng mà đó nó 10 xăng thôi đây cái mầm này là mầm con đó mầm con này nó được 7 xăng rồi nè các cô chú anh chị mầm con 7 xăng Bên đây nó vẫn còn một cái mầm gốc nữa chưa có lên ở nó u u rồi đó các cô chú anh chị Nói chung cây thì bao đẹp cây này khỏe lực à. Cây khỏe lực hai cây đó dường như cái hình thái nó giống nhau hết à. Rồi tiếp theo đây là cái cây à, Mã số 9 à, Mã số 9 cũng là 1000k thì cái cây này à, mầm con à, nó mới lên một mầm con à, Cái mầm gốc còn lại thì chưa lên à, mâm còn lại chưa lên nha các cô chú anh chị cái cây này cây cây mẹ thì được 12 xăng các cô chú anh chị cái cái cây mẹ là được 12 xăng cây mẹ là được 12 xăng còn cái mầm con đó là hơn 2 xăng rồi ừ. đây ừ. cây khỏe ba cây đó. mẹ to con nhỏ mẹ nhỏ con to ba cây này nó vậy đây tiếp theo là một cái mặt hoa à, cũng rất là đẹp các cô chú anh chị đây gọi là pin lập phan à, hay có một cái tên gọi khác đó chính là pin rau muống à, hoa này cũng to à, to hoa to đẹp bền bền bông lắm các cô chú anh chị dòng này là hoa chơi là hai tháng là chuyện rất là bình thường biên lập phan các cô chú anh chị hoa đẹp nha các cô chú anh chị dạ, tiếp theo đây là mã số uh, số 10 10 900 k biên lập phan biên lập phan thì tình trạng cây là ấm chậu à, mầm gốc là đang uh, nè lên nè nhú rồi đó Ờ, nâu u rồi đó nó u u to à. và đây lưu ý là đây một cây giò hoa à, đang có một cây giò hoa à, cây khỏe đẹp nha các cô chú anh chị cây khỏe đẹp rồi cái cây này là 26 mươi xăng các cô chú anh chị được 26 mươi sáu xăng à, cây rất là khỏe rất là đẹp luôn chín trăm k biên lập phan rồi tiếp theo đây là mã số 11 900k Thì đây Có một cây giò hoa à, Đây là một cây giò hoa Còn mầm gốc á, thì Đây cái mầm gốc đây Đây các chú anh chị đang chuẩn bị lên Bên đây cái, cái một mắt nữa đó, Ốc nóc luôn 20 cái mầm này là 28 cm. 28 cm cho cái chậu này, cho cái thân này. Đó, cây rất đẹp, rất khỏe. Dạ, tiếp theo. Đây là mã số 12. Mã số 12 này 800k. Và cái cây này đây, cái cây này thì là một mầm gốc đã lên, một mắt ngủ thì đã sáng trưng. Mấy ngày nữa lên luôn. Đó, hai mầm lên luôn trước nhau mấy ngày rồi cái cộng này Cái cộng này em đo được nó là 18 xăng nè các cô chú anh chị à, Cái cộng này em đo được là 18 xăng à. Wow, đẹp luôn nha các cô chú anh chị Nó không lên hoa thì nó sẽ lên cây con thôi đó. Rồi một cái hình nữa đó là mã số 13 650k 650k thì cái cây này hiện tại nó đã lên là một mầm gốc nè đó. bên đây đó, bên đây nó còn một mầm nữa bên đây nó cũng u theo luôn rồi là hai mầm này chuẩn bị lên luôn cái mầm này em đo được là 14 xăng nè em đo được 14 xăng cây cũng rất khỏe rất lực nha mấy cây này gọi là à, tình trạng của cây là gọi là ấm chậu hết rồi Dạ, tiếp theo đây là một cái mặt hoa nữa các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa à, chớp AB. Đó, à, chớp AB nha các cô chú anh chị. Hoa rất đẹp. Đó, à, cái nền màu vàng, chớp thì nó màu tím. Chớp AB các cô chú anh chị. À, mã số 14 là 600K. 14 600K thì một mầm gốc đã lên rồi nè. Bên đây nó còn một mầm gốc nè. À, nó cũng chuẩn bị lên luôn. À, nó U một nóc rồi. Đây. Đó. Mầm này mầm này, mầm này nó là 8 cm nha các cô chú anh chị. Nó là 8 cm, nó là 8 cm. chung đây là những cái cây giống khỏe mạnh nha các cô chú anh chị. Cây giống khỏe mạnh 14. Rồi, đây là mã số 15. 15 các cô chú anh chị, 600k. Mười lăm sáu trăm Thì bên đây cho Cô chú anh chị Mình thấy là một cái uh, Mầm gốc, cái Nó đã sáng rồi nè Nó sáng mắt luôn rồi ở Bên đây Mầm góc dưới là sáng mắt luôn Còn ở trên đó, Nó đang lên một cái Mắt gối nè Nó lên luôn rồi nè U ra ngoài luôn rồi Mười à, lăm Nó cũng là Sáu uh, trăm Thì cái mầm này uh, Nó là Mười một Xăng các cô chú anh chị Mầm này Nó là mười một xăng nha Các cô chú anh chị Đó 11 sân. Rồi. Thì như vậy vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái mặt hoa dendro à, chớp. À, cô chú anh chị nào à, mình xưa chưa có cái mặt hoa nào ở bộ sưu tập hoa lan chớp của mình thì mình nhanh tay sưu tầm nha các cô chú anh chị. À, đây là những cái mặt hoa rô chớp đẹp, à, rất đáng để sưu tầm cho các cô chú anh chị. À, xin nhắc lại là số điện thoại của hoa lan quang minh là 0908. 846804. Địa chỉ của hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Và xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Qua Lan Quang Minh. Xin cảm ơn. Và xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở clip sau.